Điều kia anh bật cái cam lên nói chuyện với tôi. Mà tôi đâu phải người vi phạm đâu, sao tôi nói chuyện với anh được? Bây giờ anh có làm việc nữa hay không? Cận cảnh cuộc gọi video với đối tượng lừa đảo qua mạng, dùng công nghệ AI nói chuyện như người thật. Công nghệ ngày càng phát triển, lừa đảo càng tinh vi. Mới đây, một chàng trai đã nhận được cuộc gọi video từ một đồng chí công an, yêu cầu chàng trai mở camera để trao đổi thêm một số vấn đề. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trên màn hình điện thoại rõ ràng là gương mặt của một đồng chí công an, đôi mắt tinh anh chớp chớp không ngừng nghỉ, cùng với đôi môi thỉnh thoảng mấp máy vài cái vô cùng sinh động. Thế nhưng thần thái của anh công an qua điện thoại lại vô cùng vô hồn lạnh lẽo. Những khi anh công an im lặng thì cả gương mặt gần như cứng đờ, ngoại trừ đôi mắt vẫn nhiệt tình đá lòng nheo liên tục. Không những vậy, người này còn không ngừng yêu cầu anh thanh niên mở camera để thuận tiện làm việc trực tiếp. Mặc dù vẫn không nói rõ vấn đề cần giải quyết là vấn đề gì. Làm việc trực tiếp mà anh không muốn làm việc, mà anh kêu làm việc mà không thấy anh đánh thì làm sao anh biết tôi là ai? Tôi biết anh là ai? Thôi tại hình ảnh tôi cũng ngại lắm. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã vô cùng tinh ý nhận ra rằng đây là một hình thức lừa đảo mới vô cùng tinh vi. Theo đó, người lừa đảo đã lấy hình ảnh của một đồng chí công an, sử dụng công nghệ cao ghép đôi mắt và đôi môi vào khuôn mặt để hình ảnh trở nên chân thật hơn. Không những vậy, nhiều người còn dễ dàng nhận ra rằng từ ngữ mà đồng chí này sử dụng không phải là từ ngữ chuyên môn, nên mọi người càng chắc chắn rằng đây chính là một cách thức lừa đảo qua mạng xã hội hoàn toàn mới. Được biết, chỉ cần nạn nhân của phi vụ lừa đảo nhẹ lòng mở camera và làm theo hướng dẫn, thì ngay lập tức tài khoản ngân hàng sẽ được kích hoạt, được phục vụ cho mục đích xấu. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại: ghép chuyên nghiệp thật, nhìn vô biết ghép liền luôn, không nhầm lẫn vào đâu được. Bảo ảnh ngừng chớp mắt đi, chớ chớp mắt hoài tôi siêu lòng liền á. Kêu anh công an này mua nhỏ mắt trước đi rồi hãy nói chuyện với chị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.